chị và các bạn, trong cuộc sống người khuyết tật vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Phụ nữ khuyết tật lại càng là đối tượng phải đối mặt với nhiều chướng ngại về tâm lý lẫn áp lực trong cuộc sống. Họ chịu thiệt thòi vất vả trong sinh hoạt cá nhân cho tới khó khăn trong việc đi lại, lao động, mưu sinh, thực hiện thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Không chấp nhận số phận, những phụ nữ không may mắn vẫn lặng lẽ sống và cống hiến cho đời bằng những nỗ lực vươn lên dù là nhỏ nhất. Tâm lý thường thấy ở người khuyết tật chính là sự tự ti khi hòa nhập với cuộc sống và vất vả bội phần khi tự mưu sinh bằng chính khả năng của mình. Trong số đông ấy, vẫn có những chị em tìm thấy sự lạc quan trong chính khiếm khuyết của bản thân. Chị Phan Thị Mỹ Ái, ngụ phường 6, thành phố Cà Mau, chính là một ngoại lệ. Chị bị tai nạn giao thông nên khiếm khuyết một bên chân từ năm 2 tuổi. Ở thời điểm học cấp 1 và cấp 2, chị từng nhận những ánh mắt kỳ thị của bạn bè khi chân không lành lặn và dáng đi khập khiễng. Gạt đi những giọt nước mắt, chị đối diện với khiếm khuyết của bản thân. Chị tự học nghề làm nail, chăm sóc tóc, rồi mạnh dạn rời gia đình để làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh một thời gian dài. Sau 6 năm đã tích lũy đủ vốn, chị mới quyết định quay về quê nhà để mở một tiệm nail của riêng mình. Không phải ai cũng nhìn nhận cái khiếm khuyết đó nó dễ dàng. Nhìn nhận cái khiếm khuyết đó một cách kiểu như mình thì nghĩ là không có gì, nhưng mà đối với người khác thì nghĩ đó là vấn đề. Mình thì chú trọng về mặt tâm hồn, còn người khác thì lại chú trọng về ngoại hình, nên nó khác ở chỗ đó. Tôi cảm thấy là mình nỗ lực, mặc dù mình rất nỗ lực, nhưng mà hầu như người khuyết tật là họ không nhìn nhận cái công sức đó như những người bình thường khác. Một mảnh đời khác cũng vươn lên từng ngày để sống và tự phát triển bản thân, dù hai chân bị teo cơ sau cơn sốt bại liệt. Đó là chị Lê Thị Hồng Chi, ấp 5 xã Tân Thành, thành phố Cà Mau. Chị sinh ra trong gia đình 8 anh chị em, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Chị sống với mẹ già là chỗ dựa tinh thần, nhưng bà cũng đã qua đời. Gặp chị Chi lần đầu, ai cũng cảm thấy vui vẻ và được truyền nguồn năng lượng tươi mới khó tả. Bởi chính ở người phụ nữ khiếm khuyết ấy lại sở hữu một trái tim reo vui cởi mở. Chị tích cực học tập và thành thạo nhiều nghề, trong đó có nghề thợ may. Thấy mình như vậy cũng còn may mắn lắm chứ. May mắn điểm nào? Hả? Mình còn đủ hai tay hai chân, tuy là bất tiện nhưng mà còn có người là không có tay và không có chân nữa. Đi còn vất vả hơn mình nữa. Có những người thấy còn thê thảm hơn mình nhiều. Buồn cũng sống mà vui cũng sống, thay vì buồn mình phải vui chứ. Vui là uống thuốc bổ mà. Người ta thường có quan niệm người khuyết tật sẽ khó tìm được hạnh phúc lứa đôi. Nếu họ kết hôn thì cũng chỉ với những người có thân phận tương xứng. Quan điểm đó đã lạc hậu. Chị Phan Thị Mỹ Ái quả quyết, hôn nhân là duyên nợ. Hạnh phúc không đến từ người khác mà phải đến từ bản thân mình. Còn với chị Hồng Chi, chuyện chồng con là gánh nặng nhưng không phải vì tự ti mà là trách nhiệm với các con và với xã hội. Hồi xưa có người là người lớn tới hỏi nhưng mà mình thấy khả năng mình là không thể kết hợp được. Tại vì người đó cũng khuyết tật như mình nhưng mà không có công việc ổn định, cho nên là hai người gáp lại thì thành một gánh nặng cho người lớn. Có chồng, có con thì phải gánh nặng, nhưng mà mình không lo được cho nó là làm khổ nó. Mong muốn là hiện có một công việc làm ổn định, có kinh tế của riêng mình, muốn làm gì, muốn to, muốn nhỏ gì là tiền của mình nó sẽ vui. Để hòa khuyết dương mình, ngoài nỗ lực của bản thân họ thì vẫn cần lắm sự quan tâm hỗ trợ đúng mức của các cấp các ngành đoàn thể. Từ nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cà Mau đã vận động các đơn vị và mạnh thường quân thường xuyên hỗ trợ bằng vật chất lẫn tinh thần để tạo thêm niềm tin, động lực giúp các chị em phụ nữ không còn mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống. Thì trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Cà Mau thì hỗ trợ cho các cái phụ nữ khuyết tật thì thông qua các hình thức như là hỗ trợ cho các cái chị em mình có cái điều kiện để được học nghề như là may hoặc là kết cờm, thiêu hoặc là làm nail. Thì bên cạnh đó thì cũng phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội giải ngân vốn để cho chị em mình có cơ sở để kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Đối với những cái chị em khuyết tật mà có con em trong độ tuổi đến trường thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng rất là quan tâm. Thì trong thời gian qua thì các cái buổi mà nhân cái khai giảng năm học mới thì hội cũng đã hỗ trợ tập
sách vở, tiền mặt cũng như quần áo để tạo điều kiện cho các em có điều kiện đến trường, vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, con người sinh ra không ai được chọn hình hài thể chất, bởi thế họ phải chấp nhận những khiếm khuyết cơ thể. Thế nhưng mỗi người lại được chọn cách sống và cách thay đổi số phận của bản thân bằng niềm tin vào cuộc sống và nỗ lực sống đúng, sống ý nghĩa và sống hết mình. Xã hội cần tiếp sức để những người khuyết tật có cơ hội tự mưu sinh, khả năng giao tiếp với cộng đồng và khả năng mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.